Trưa ngày 11 tháng 11, một công trình xây nhà cao 6 tầng trên đường Nguyễn Trãi thuộc phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 3 người tử vong. Cụ thể, khi nhóm công nhân di chuyển trên thang vận hành vận chuyển vật liệu xây dựng từ trên cao xuống thì bị đứt cáp. Chiếc thang rơi tự do xuống đất làm 3 công nhân tử vong tại chỗ. Cả 3 nạn nhân được xác định cùng ở huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Hiện các lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh Bình Thuận đang phối hợp phong tỏa để khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai ban đầu những người liên quan tại công trình.